Vô. Mọi người có thể thấy một con Raiden rất là thiếu không ở đây và yeah. Nó còn thậm chí còn đang cầm tay phong đó mọi người, nó còn chưa có cầm được bất kỳ thứ gì mạnh mạnh luôn á. Nên là set thì nó cũng chưa ổn luôn. Vấn đề giờ set đồ nó cũng chưa ổn luôn này. Đó. Và yeah, chúng ta cũng có một con Sangling nó cũng gặp vấn đề y chang vậy. Ừ, con Sangling nó cũng gặp vấn đề gần như y chang vậy, nhưng mà có được một cái lông. Có một cái lông trước ha. Còn cái đồng hồ thì nó vẫn ok, nó vẫn phế rồi đó. Ok thì cái nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đó chính là đi kiếm đồ cho Sangling với lại Raiden luôn. Với dưa nhựa này, với 5 cục nhựa cô đặc và 45 nhựa dễ vỡ. Để kiếm đồ cho Raiden và Sangling ha. Đây cũng là bạn trong cái video trước mà nhờ mình build dùm Nevis C3 đấy. Nhưng mà trước khi vào video thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ cho kênh thì mọi người hãy like, subscribe, bấm vào nút chuông để mà cho mọi người có thêm động lực để làm video ha. Và nếu mà mọi người muốn ủng hộ thêm thì có thể ủng hộ Vivo Game dưới phần mô tả của video. Nhựa đầu tiên có đồ khóa lắm này. Không có gì. Má nhựa đầu tiên làm sao mà có gì được đúng không mọi người? Hai cái đồng hồ. Ok, chúng ta có thể thử cái này được ha. Hả? Hả? Khoan. cũng thú vị á. Từ từ nâng cái này thử coi. Ờ, ngon này. Cầm đầu là ngon này, đang ngon này. Thì quả nào cũng được luôn tí set này. Hai lần tinh thông à. Sangling à. Ok, xài tạm cho Sangling được, không sao. Xài tạm cho Sangling được. Ok, xài tạm được. Rồi, còn Neville. Chẳng lẽ hôm qua chúng ta farm Neville cái xong cái hôm nay chúng ta có đồ cho Neville. Ok, hai lần tỷ lệ bạo, mặc dù nó low roll nó vẫn là tỷ lệ bạo này. Các thương bạo luôn này. Ok, nó còn mạnh hơn cái hiện tại đang cầm rồi này. Hey, that's pretty good. Ok, hiệu quả nạp luôn. Lần nhựa đầu tiên chúng ta nâng đồ cho Neville. farm đồ cho Furina và Raiden thì chúng ta cho Sangling và Raiden thì Neville có đồ nâng cấp à? Không. À, cái này giữ được ha, chứ cái này luôn này, cái này giữ nếu mà lát nữa chúng ta không có cái ly nào cho Raiden này. Ê, có một cái mũ này. Cũng được đấy. À, lại thay thế rồi. Cái này ngon vậy ta. Giữ thử. Ok. Hả? Gì đây? Cái này cái kia mà 40 CV, cái này 30 CV này, mình nghĩ cái kia nó cũng cái này nó cũng không mạnh hơn được cái cũ đâu ha. Mà nó mạnh hơn thì hơi cay đấy. Rồi vậy coi. Thử nước. Tức là hai lần rồi. Thôi bỏ. Nhiều hiệu quả nạp á, nhưng mà nhiều quá rồi. Nó này thật ra là nhân vật nào xài dấu ấn xài cũng được nếu mà nhiều tỷ lệ á. What the hell? Bạn nghe sạch luôn. À. Lần đi thôi. À, tức là thật ra hôm bữa tôi có một cái cũ này, cái này gọi là đồ cũ này. Hôm bữa tôi farm dùm lúc mà xả nhựa. Thử nâng cái này đi. Ok, ít ra nó vô vòng rồi này. Đó. Nó ra cũng lần đi chứ. Ừ, thôi được lần là đỡ rồi nè. Ok, chúng ta có một đồ cho Raiden.
một đồ cho à, không phải cái này cho Raiden đi. Raiden này. Rồi một cái mũ cho Sengling. Đó. Đấy, cái đồ khóa này nhưng mà tôi không nghi cái này mạnh lắm ha. Ê, wait. Ok, ổn. ok, được đấy, ok luôn. Ok, lần cuối, à lần. Chịu. À nhưng mà cái này ngon này. Raiden đang cầm cái ly nào đó ta? Tôi nhớ cái ly 4 sao đúng không? Gỡ cái này đi, quăng cái ly 4 sao này. Rồi. Lên xíu. Cười đi. Ờ thì quá nạp được và roll khá là cao luôn. Ngon. Ồ, sát thương bạo luôn này. Oh my god. Ấy chà chà. Ok. Thêm cái sát thương bạo được. À. Thôi, vậy cũng được rồi ha. Đầu vậy được rồi, không sao. Thì chúng ta có cái này, chúng ta có một cái này rất đẹp luôn. Giờ chúng ta nâng lên để coi nó có đúng lời quyền đồ chỉ đẹp khi chưa nâng lên không. À đúng lời quyền rồi ha, đúng lời quyền rồi ha, tôi chịu. Ok, vậy cũng đỡ đi. Ừ. Ok, thôi. Nó Raiden 24. Raiden 24. Ở Raiden 24 luôn này à. Có một đồ khóa này nhưng mà không tin tưởng lắm. Ơ, à, thật ra khóa cũng được, ok giữ cũng được. Có một cái này lên 4 thử coi có gì ha. Có một cái lông này nữa, 4 thử. Không, có thêm food này, có thêm food nó nhân 2 có. Ok, thử. Trước. Cho HP lần này. Cho phòng ngự này lên 16 mà nó không vô lần nữa thì dục ha. À. Thôi giữ nó 16 tạm đi ha, giữ nó 16 tạm đi. Giờ chúng ta đang thiếu food quá. Farm thêm mấy lần food nữa thì tướng ra tính sau ha. Cái này giữ được nè. Tinh thông mà giữ được ha, giữ cho sang liên xem xét được ha. Ok này giữ được này thì cơ bản chúng ta đang chưa có nhiều đồ lắm ha. 30 CV thì nó vẫn sẽ tốt hơn dòng gọi là nhiều CV, nó vẫn sẽ tốt hơn dòng phụ con ha. Đây lần này chúng ta có gì không? Cái lồng này chắc chắn có cái lồng nha. À, nó vô tỷ lệ sát thương bạo thiệt kìa. Cái lồng cái này thử rồi, cái này vô. Tại vô tỷ lệ bảo thiệt. Hả? Hả? Hơi lạ nhờ. Cái gì đây? What is this? Cái phép thuật gì đây? Ừ. Ok, thì nó bắt đầu đúng nguyên tác hơn rồi đấy. Nên cái này trước thử đi. Phải, nó vẫn mạnh luôn kìa. Trời, giờ sao ta? What should we do? Trời, làm gì giờ trời? Hả? Thôi giữ tạm đi. Lát nữa chúng ta lên sau ha, khi có food. Trời. Từ đã. Ai sợ thì đi về, nào. Ok. Cái khóa này. Cái này cũng ngon này. À, hôm nay lần này được hai đồ luôn này. Để hy sinh cái ly hiện tại này, gỡ cái này đi, xong rồi bỏ cái ly tôi mới vô này. Đó, làm một phát làm luôn đi đúng không? 2 3 4 phải nhấn bóng 5 lần, 4 lần nó xác nhận rồi. 2 nè. 3 nè. 4 nè. I mean it's all right, like
Ôi mạnh dữ chưa. Thì cũng là ON ấy, cũng là ON ấy. Cũng là ON ấy, cũng là ON ấy. Nhưng mà không không ON thứ mình cần, chúng ta cần á. Ế nó mạnh nè, ok hợp lý này. Long này cũng hợp lý này. Và từ từ so với cái này hiện tại thì cái này vô 2 lần, cái này vô 3 lần này, ngon hơn này, ok. Hay được, hợp lý. Và cái này là nâng cho cái này luôn, hợp lý. Vô. Là 2 lần rồi ha. Bỏ. À, còn cái đồng cái một cái hoa này nữa. Hoa này vô cái gì đây? Rồi hợp lý luôn. À, thật ra cũng hợp lý đó. Tỷ lệ của Raiden thì vậy đi. À, cái thứ gì nhất chúng ta nghĩ, mình nghĩ là chúng ta cần sửa lại cái này này, sửa lại cái này cho nó tỷ lệ bạo thì nó sẽ hợp lý hơn ha. Ok, tiếp tục farm nào. Có được phá này. Này nâng lên 4 được á, nhưng mà này giữ cũng được nhưng không nâng ha. Ăn trị liệu. Đây thứ chúng ta đang cần đây rồi, rồi 4 dòng con sang liên nó hấp hết luôn kìa. Phải liệu. Chẳng lẽ chúng ta đạt được mục tiêu ở đây? Có khi nào? Liệu Hạo sẽ liếm hay Hạo sẽ liếm? Ok rồi, 1 này. 2 này. 3 này. Vô. Not bad. Nó khỏe nha, nhưng mà nó đều vậy. Nó bị đều. Nhưng mà nó mạnh nha, tinh thông vậy nó đều. Nhưng mà perfectly balanced như vậy. Nhìn cái 11.7 này. Không muốn giữ cái này đâu á, nhưng mà thôi giữ nhưng mà không tăng. Không nâng nó lên nha. Quá này. Lại một lông này. Lại một đồ khóa này. Cái gì đây? Cái này lên 4 cũng được. Nếu mà nó có vô dòng bảo kích còn lại thì chúng ta có thể nâng ha. HP flat này. Phòng ngự là bỏ này. Đó. Vô tấn công kìa, mỗi cái vô dòng mà cái phòng ngự vô 2 lần á. Nó không hẳn là all in phòng ngự, nhưng mà nó vẫn không đủ tốt thôi, nhưng chúng ta không giữ không được. Được ha, nâng 4 được thử ha. Tấn công là bỏ này, ok. Lại cái tỷ lệ đó này, không muốn nâng luôn á chứ. Nâng lên 4 được. Ở video nào cũng phải có cái này mới chịu á trời. Cái này giữ nhưng không nâng này. Tôi không tin cái này all in đâu. Tôi không tin đâu. Tôi từ chối tin. Con này. Ba dòng ngon này nâng. Cái 10 đang ngon này, giờ vô thêm một lần nữa là ngon ha. Vô thêm lần nữa là ngon này. Nice. Ok rồi, ngon luôn. Cộng một đồ cho Raiden này. Đó, hợp lý. Tỷ lệ bạo nó vẫn còn phải cải thiện á, nhưng mà nói chung là nó vẫn đỡ hơn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tới nó. Làm ơn. Cảm ơn Hiệp Trần nha, nhưng mà làm ơn đừng.
Tại sao? Nó bố mùi gì mày luôn chứ. Chịu rồi. Để được lên 4 này. Cái này giữ luôn mà sao nãy giờ nhiều lông vậy? Mình quay lại mình quay lại cái trò cho every viewer của gọi là tất cả mọi người gửi ạc cho tôi đều có lông mà. Tấp bồ ngự nhưng mà thôi nó hai roll thì cũng cứ được ha. Ok được này, cái này được này. Ok hợp lý cái này được này. Ông này. Cái này để sau đi ha. Cái này đi. Đi. Kinh thông nguyên tố luôn mà nãy giờ không có một cái onset nào mà tỷ lệ bạo của cái nón này luôn á, nó bị nguyền hả ta? Nguyền rủa hả trời? What the hell? Ê. Phải có một cái chứ trời. Ê, cái này ngon nha, cái này cho sang liên hơi bị ngon nha, từ từ khoan đã. Hơi nhiều tinh thông rồi. Hơi nhiều tinh thông rồi. Thử coi có 81 tinh thông không em. Thử coi 81 tinh thông không. Không, thôi bỏ cái này đi. Nó phải vô hết nha. Vô hết là Nâng nửa vời này. Vô, let's go. Nó vô một vòng thôi. Ok, có thể cứu được nếu vô thêm sát thương bạo lần nữa này. Cứu. Nice. Đúng rồi, vậy mới đúng chứ. Mấy ông nói tôi phá ạc đi. Tôi mà phá ạc cái gì, tôi cứu ạc đàng hoàng. Ồ, hai đồ khóa này. Ồ, cái lọc này ngon nha. Ê, onset sát thương nguyên tố lôi kìa. Khoan đã, sát thương nguyên tố lôi onset kìa. Chúng ta có thể xài cái nón kia được cho Raiden nha. Nếu mà cái này nó roll ổn rồi, không cần nó phải double crit. Ok, thì cơ bản chúng ta có một cái lông sát kia. Double crit. Đây. Nâng luôn đi à. Nâng luôn cho nóng. Crit 5 luôn rồi. Ui, cái gì đây? What is this? What the hell? farm cho. Ok, thôi, hợp lý rồi, 30 CV cũng được. Ok, nhưng mà nó vẫn mạnh. Ê, tính ra nó không tệ nha. Ê, khoan. Hơi bất ngờ để vô sát thương bạo mà nó chỉ vô một lần thôi, nhưng mà tính ra nó không tệ nha. Cộng 16 tấn công nha, cũng được nha. Roll value rất tốt nha. Ê, Raiden leap, Raiden hấp. Thử cái này đi. Cho cái sát thương nguyên tố lôi vô đây. Sau đó quăng cho nó cái tỷ lệ bạo này. Đó. Ổn hơn nhiều rồi này. Chủ yếu là do chúng ta chưa nâng cái này lên cho nên là thiếu nạp này. Nhưng mà vấn đề chúng ta cũng phải có một cái khe nạp nhiều hơn này. Còn vài vấn đề đấy, nhưng mà nói chung là ổn hơn hẳn rồi đấy. Hợp lý. Ok, giờ chúng ta mấy hai nhựa cuối hồi nãy chúng ta không có gì nè. Cho nên là hôm giờ chúng ta farm, chúng ta cháp thêm một vài lần của set dấu ấn đi. Cho con sang liên có đồ nữa. Nãy giờ chúng ta chưa có đồ cho sang liên ha. Đây. Còn có hai cái hoa khóa sẵn này. Và chúng ta cũng đang cần hoa ha. Sang liên cũng đang thiếu hoa nãy giờ. Không giữ cũng được. Không cần thiết lắm ha. Ê. Sát thương nguyên tố thảo kìa. Khoan đã. Cái này giữ được luôn này. Cái này cái đầu tiên tỷ lệ bạo này hợp lý. À, bắt đầu hợp lý đã. Cháp. Phải có cháp mới hợp lý đấy. À rồi, hoa giữ luôn này. Cái này hoa không này giữ được này. Tí. Có này. Giữ được luôn này, hợp lý. Ngon liền. Giữ luôn này. Cái này không này. Đi phòng ngự. Ok. Tấn công này thì có hiệu quả nạp với sát thương tỷ lệ bạo giữ cũng được ha.
nâng 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 thử cũng được. Ok, cái này nâng thử cũng được. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyên mục nâng đồ nè. Giờ chúng ta nâng mấy cái đồ ba dòng trước lên 4 coi nó có vô bạo kích còn lại không này. Cái không ha. Ok. Mà vấn đề đó chúng ta chưa có hoa ha, cho nên cái tiêu chuẩn của chúng ta nó vẫn sẽ dễ hơn bình thường. Ta vẫn sẽ giữ ha, tại vì con sen liên của chúng ta chưa có hoa này. Ok, và chúng ta có rất nhiều lông. Vấn đề chúng ta có rất nhiều lông luôn. À, phòng ngự thì bỏ ha. Rồi tiếp theo chúng ta có cái đồng hồ. Này. Đúng là vua phòng ngự khác. Tại phòng ngự phần trăm. Thiệt á. Really bro. Các thương nguyên tố thảo à. Ê, cái này ngon nha. Từ nâng cái này á. Chúng ta có cái ngon hơn, hiện tại có cái ngon hơn rồi. Mà nếu mà vô all in các thương bạo như nãy giờ như này nè, thì chúng ta hiệu quả nạp cũng được. Thêm lần sát thương bạo thì hợp lý ha. Thêm lần sát thương bạo nữa thì nó sẽ hợp lý. HB à. Cho nó thêm một cơ hội nữa đi. Cho nó thêm một cơ hội nữa đi. Đúng mà. Rồi. Cái này vô cái đấy. Vô. Không đủ tốt ha. Không đủ tốt. Ở này. Rồi. Cái hoa thứ hai thì sao? Cái hoa này nó như thế nào? Cái hoa này có vẻ tốt hơn này. Ok, cái này được này. Ok, vậy giờ chúng ta quăng cái này cho sen liên luôn đi. Rồi, cái này là đã đồ cho sen liên rồi đấy. Ok. Ok, nhìn có vẻ ổn hơn rồi. Ừ, nhìn nó còn hơi tệ tệ nhưng mà nó vẫn ổn hơn. Cái này là nó cũng không ngon lắm này, cho nên chúng ta sẽ bỏ cái tỷ lệ bạo này vô. Tuy là nó không có dòng thứ hai là sát thương bạo nhưng mà nó vẫn tốt hơn nhiều cái hiện tại rồi. Ở vậy mà sát thương bạo thiệt kìa. Chỉ là nó lệch hết thôi. Đâu, mày vô thử lần sát thương bạo cho tao coi. Trời ơi, chán đấy nhờ. Ok, nhưng mà thôi, chị vẫn tốt hơn là không vô sát thương bạo rồi. Cái chung tỷ lệ của con sen liên cũng được cải thiện một xíu. Đâu, là thử. Nó lần hết. À, vô 3 lần nó siêu phòng ngự luôn chứ. Thiệt cái chứ. Trời ơi. Ok, cái này nó cũng là 2 lần rồi. Thôi bỏ đi ha. Ok. Kết thúc của chúng ta cũng không tệ cho lắm. Con Raiden của chúng ta nó cải thiện được lên là 61-109 so với lại lúc đầu. Và cái nạp thì chắc chắn cần phải cải thiện rồi. Nhưng mà do là vũ khí chưa nâng rồi, thiên phú với các thứ cũng chưa nâng thì phải. Ừ. Nên là nhìn nó lỏ vậy thôi. Raiden nâng thêm mấy lần nữa thì nó cũng sẽ tăng thêm cái hiệu quả nạp nguyên tố nữa, cho nên nó cũng sẽ là tốt hơn ha. Cái đồ thì chúng ta có một cái lông mới cho Raiden này cũng ngon này. Cái hoa mới cho Raiden cũng khá là ngon luôn. Cái hiệu quả nạp thì mình chưa nâng, cho nên là mọi người thấy cái hiệu quả nạp nó chưa ổn này, thì chúng ta chưa kiếm được cái hiệu quả nạp nào hiện tại onset hết. Nó có crit á, cho nên là mình chưa nâng cái này, mình để tạm thôi ha. Rồi, cái sát thương nguyên tố low onset này thực sự nó tốt hơn mình nghĩ, và cái tỷ lệ bạo kích này nó cũng ngon à. Ok, hợp lý. Rồi, sen liên của chúng ta cũng được đồ luôn. Cái này rồi, cái này mình cũng chưa nâng luôn, cho là nó chưa phải là đồ hiện tại đang cần dùng cho sen, là nó mình chưa biết nó ngon hay không đó, ví dụ như vậy nè. Cho nên là yeah, cái liên thì tạm thời cầm cái ly hỏa như vậy thôi. Cái này thì thực sự ngon ha, cái này thực sự ngon này, cái này cũng ngon, và cái này thì xài tạm nè đó, nhưng mà nó vẫn sẽ cải thiện được so khá khá so với lại lúc đầu của chúng ta rồi. Ok, mình đánh giá cái video này cũng khá là thành công ha, nó không tới nổi tệ, nhưng mà còn tính ra cả Neo Village cũng có đồ luôn, là cái này này nó cũng khá là mắc cười ha. Ok, chỉ có cái duy nhất mà mình nhận thấy là chưa thành công đó là chính là cái ly ngự này thôi. Phải chi không có cái ly ngự này ha. Hơi buồn. Thôi, nói chung là video nó cũng chỉ như vậy thôi ha. Nếu mà mọi người thích những cái content kiểu này thì mọi người cho mình xin một like, một subscribe để mà ủng hộ kênh làm thêm những video như thế này ha. Và nếu mà mọi người muốn ủng hộ thêm thì mọi người có thể ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Đó là kết thúc video rồi. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.